dì đã nói rồi mà. Má con nó vô trong cái nhà này á là có ý đồ, dì nhìn người không có sai đâu. Nó mà còn tiếp tục ở đây, toàn bộ cái gia sản này có khi lọt vô tay của nó hết. Con phải tính cách nào đi Tiến à? Con biết cách nào bây giờ gì? Dễ quá mà con. Thì sẵn cái chuyện này á, con cứ làm cho lớn lên, rồi tống cổ má con nó ra khỏi nhà, như vậy là yên chuyện. Mà lần này ba con có lỗi, miệng mồm nào mà ba con dám binh vực con nhỏ đó? Con cứ nghe theo lời của dì, nghe quậy cho tưng bừng lên. Có gì á thì dì với cậu được sẽ phụ họa vô, đuổi cổ con nhỏ Ngọc Bích, nghe. Rồi sẵn đó, con buộc ba con chuyển toàn bộ tài sản qua cho con đứng tên, nha. Ơi, cũng may á, là đám cưới của chị hai con, vì chịu tan má nó mà phải đình lại. Chứ nếu không, ba con cũng chia nửa gia tài cho nó rồi. Con phải làm dứt điểm đi, nghe không con? Đó, dì tính vậy đó, là vẹn cả đôi bề. Vừa nắm giữ được tài sản, vừa đuổi được con Ngọc Bích đi. Đuổi con Ngọc Bích ra khỏi nhà? Trời ơi, dì nói nãy giờ mà con không hiểu gì hết hả? Đuổi được con Ngọc Bích đi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi hết thôi con à. Con sao vậy? Sao? Con còn thương tiếc gì nó nữa? Trời ơi, nó là cái thứ quỷ quyệt. Nó ỷ nó có cái tướng mạo giống má của con đó, rồi bẹo hình bẹo dạng, khiến ba của con mê mẩn nó. Nó hòng chiếm đoạt hết cái gia sản này. Ơi, cái thứ con gái như vậy, con còn chần chừ gì nữa mà không tống khứ nó đi? Con không để cho nó đi dễ dàng như vậy đâu. Đức Tiến, Đức Tiến, nó nói vậy là sao? Là nó có đuổi con Ngọc Bích đi hay không trời? Không lẽ tận mắt chứng kiến cảnh như vậy mà nó còn tơ tưởng tới con quỷ đó? Không được rồi, không được. Mình phải kiếm cách, phải thúc giục nó, nhất định không để cho nó dung dưỡng con quỷ này ở trong nhà. Em đừng bỏ tôi mà. Em đừng bỏ tôi. Ba, tôi cần có em. Buông ra. Ba làm cái gì vậy ba? Cái này đâu có tội tình gì đâu mà cậu chủ trút giận lên nó vậy. Muốn đạp thì đạp cho trúng đối tượng chứ. Ông muốn cái gì đây? Cậu chủ, tuy hiện nay cậu không kêu tôi bằng cậu, cũng không cho tôi gọi cậu bằng con như lúc trước, nhưng mà với tôi, cậu vẫn là đứa cháu mà tôi hết mực thương yêu ha. Dẫu gì thì mình cũng đã sống bên nhau mười mấy gần 20 năm rồi, có phải không cậu? Bỏ ra. Ông muốn nói cái gì thì ông nói đại đi, đừng có vòng vo nữa. Có thể là cậu không tin, nhưng mà tôi lúc nào cũng muốn tốt cho cậu. Cái sự việc mà cậu vừa chứng kiến đối với cậu là bất ngờ, nhưng mà đối với tôi, tôi đã nhìn ra từ trước. Tôi nói mà cậu có chịu tin đâu. Đàn bà con gái thời nay quỷ quyệt lắm. Để đạt được mục đích, cho dù là ông già 70-80 tuổi, nó cũng không có từ nữa. Huống hồ gì cha của cậu đang tuổi sung mãn. Ông nói cái gì hả? Ông nói cái gì? Cậu cứ bình tĩnh đi. Cái gì vậy? Bởi vậy dì mới biểu con đuổi má con nó đi, có như vậy mới giữ được cái gia tài. Gia tài, gia tài? Ngoài chuyện gia tài ra hai người còn cái gì để nói nữa không? Thì đuổi con Ngọc Bích đi cũng là để giữ gìn danh giá cho gia đình,
để bảo vệ ba con khỏi cám dỗ của nó. Nè, chứ không á, tôi e là một ngày không có xa hai cha con chém giết nhau vì một con ở nợ. Chừng đó thì thôi rồi, mất hết. Ôi, ông nói cái gì hả? Tiến, Tiến, ông còn nói thêm câu nào nữa thì đừng có trách tôi. Thì thôi, ông nói thì ông nói. Hả? Cậu đừng có gì lo cho con. Sao con đối xử với cậu như vậy? Con không cần. Nè, anh nghĩ giờ đây khó mà lấy được gia tài từ tay thằng cháu hờ của em lắm. Đừng có hy vọng chi cho uổng công. Vậy anh muốn bây giờ em phải làm gì? Nhân lúc gia đình của họ lộn xộn, mình quơ một mớ được áo chạy xa bay. Không được. Nếu lấy thì cũng chỉ lấy được tiền bạc với vàng dòng, mà mấy thứ đó đâu có đáng bao nhiêu so với sản nghiệp của ổng. Em đã bỏ hết công sức, thậm chí em hy sinh cả hạnh phúc riêng tư của mình vì chuyện này. Em quyết phải đạt cho bằng được. Tùy em. Anh thì không còn hứng thú gì nữa hết. Để rồi coi. Em sẽ làm được. Nhất định em sẽ làm được.